Rồi, có bùa điện tử nha. Dây còn nguyên si, tẩu còn nguyên si nha, không bị gãy vỡ gì hết ha. Dây nguyên si nè. Hàng điện tử nha. Thử hàng ha. Đèn sáng nha. Hút bình thường ha. Chạy bình thường luôn nha, bơi bình thường luôn. Rồi, cái lọc này là lọc hoàn toàn mới, trắng bóc chưa xài luôn nha. Không gãy vỡ gì hết ha. Về chị về. Về nhà chị. Tắm gì quay đến mấy giờ? Về tự học bài với mẹ đi, tí này về là chị cho con. Tẩu nè. Ok, hút bụi điện tử nha, thị xã Tân Uyên, Bình Dương ha. Đây. Mã vận đơn GEAT ha. Mr. Toại Play. Mr. Toại Play nha.